Bài này khá là phức tạp nha. Cho nên là hàm VLOOKUP là chúng ta đã xài rồi ở cái bài trước. Và VLOOKUP thì nó có hai dạng là bạn VLOOKUP chính xác và VLOOKUP tương đối. Như vậy tương đối là hôm trước mình làm cái phần xếp lọ rồi. Bây giờ ở chỗ này chúng ta sẽ có VLOOKUP chính xác là tên hàng. Như vậy công thức ở đây sẽ ghép rất là nhiều thứ. Thứ nhất là ký từ đầu tiên là mã của hãng xe. Như vậy mình thấy là chữ H, chữ S, chữ Y. Như vậy mình sẽ đi dò tìm trong cái bảng này. Ví dụ mình có thể đổi tên thành hãng xe hay là mình vẫn để là C11 cho đến E12 cũng được, tùy các bạn. Rồi chỗ này chúng ta sẽ lấy tên hãng, thì muốn lấy được tên hãng chúng ta sẽ lấy được ký hiệu đầu tiên. Vậy thì chúng ta sẽ dùng lép. Trước tiên là các bạn lấy được ký hiệu đầu tiên cái đã. Như vậy thì mình có thể dùng lép bình thường, không cần chỉ số, bởi vì mình chỉ cần lấy một ký tự thì mình đã lấy được chữ L. Như vậy chữ S, như vậy nhiệm vụ của mình là đi lấy chữ S này nè, tìm trong này. À, như vậy kết quả chỗ này của mình là lép A3. Vậy mình muốn đi tìm trong cái bảng này, người ta cho theo dạng cột thì mình dùng là HLOOKUP. Hôm trước là cho theo dạng dòng, cứ mã bên này là dữ liệu bên này thì mình dùng V. Còn bây giờ mã ở trên, dữ liệu ở dưới thì mình dùng H. HLOOKUP giá trị dò mình lấy nguyên cái A3 này mình đi dò được không? À, A3 đi dò là nó không có ha. Cho nên mình sẽ lấy là lép của A3. Lép của A3 mới dò. Dò trong bảng nhớ F4 lại. Phải nếu tìm thấy trả về dòng mấy? Dòng mấy trong bảng dò đây? Dòng 2. À, có nhiều bạn nghĩ là dòng 12. Bảng dò của mình chỉ có bảng nhỏ này thôi. Cho nên giá trị tìm là ở trên, giá trị trả về là ở dưới. Vậy nếu tìm thấy trả về dòng 2, phải kiểu dò tìm không là dò tìm chính xác. Như vậy mình đã tìm được Suzuki. Tương tự như vậy phân khối. Phân khối thì mình dùng hai ký tự cuối. Thì chỗ này phân khối ở bên này người ta cho theo dạng hàng ngang. Ở bên này số 10 thì bên này là 100, 11, 12. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng VLOOKUP. Và giá trị dò tìm là 10, 11, 12. 10, 11, 12 là nằm bên phải hai ký tự. Vậy chúng ta dùng right của mã phải hai ký tự để chúng ta lấy ra được là 11 hay 12 hay là bao nhiêu. Để chúng ta đi dò dò trong bảng nhớ F4. Phải nếu tìm thấy trả về cột 2 phải 0. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được phân khối bao nhiêu. Rồi, đến loại xe, đây là phần khó nhất trong bài này. Loại xe là phần khó nhất. Như vậy thì ứng với Suzuki 110 là xe gì? Suzuki 110 là Viva. Yamaha 110 là xe gì? Yamaha 110 Suzuki. Như vậy thì làm sao mà chúng ta lấy được dữ liệu ở dưới này? Chúng ta điền lên đây. Đây là bài này có hai công thức để ghép vào. Công thức thứ nhất là các bạn dùng công thức là index. Như vậy trong index này thì sẽ có hai dạng index. Một là cái mảng bạn dò là mảng nào, lấy dòng nào, lấy cột nào, đó là một loại index. Một loại thứ hai là cũng tương tự như vậy, cái vùng để mà tham chiếu đến dòng, cột và cái vùng chứa số. Như vậy chúng ta dùng cái index ở trên, một cái mảng hoặc là một cái vùng và lấy dòng nào, cột nào. Bây giờ dựa trên cái ý tưởng của index, chúng ta sẽ tự trả lời trước cái đã. Tự trả lời trước đã. Tức là mình muốn lấy tên xe ở chỗ này thì mình dò vùng nào? À, tên loại xe.
tức là mình dò nguyên cái vùng lớn hoặc cái vùng nhỏ này cũng được, tùy. Rồi, nếu như mà Suzuki 110 mà chúng ta dò cái bảng lớn này nè, thì nó sẽ ở dòng mấy? Suzuki 110 đây, bảng này. Dòng dòng 3, cột mấy? Cột 3. Như vậy thì mình có thể dùng là index. Bảng dò của chúng ta là bảng lớn. F4 đi. Phẩy dòng 3, cột 3. Rồi trả về cho mình chữ Viva. Đúng rồi. Yamaha dòng mấy? Dòng mấy, cột mấy? Dòng 4, cột 3. Đúng là Sirius. Được không? Nhưng nếu mà chúng ta có 5 dòng, 7 dòng thì chúng ta gõ từng dòng, từng cột vậy được. Chứ chúng ta có cả ngàn dòng dữ liệu thì không thể gõ được. Vậy chỗ này chúng ta thấy nè, cột dòng 3, dòng 3, chữ Suzuki chỗ này là dòng 3, đây là 1, 2, 3, chữ Yamaha 1, 2, 3, 4. Vậy thì khi mà mình thấy chữ Honda, mình có biết nó là dòng mấy không? Biết chắc nó là dòng 2. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ kết hợp một cái hàm nữa, số 3 này nè. Thay vì chúng ta chỉ định nó là số 3 thì chúng ta dùng hàm match. MATCH. Tìm cái gì? Tìm cái chữ Suzuki. Tìm ở đâu? Tìm trong cái dãy này, coi thử nó nằm ở đâu. Vị trí, cái hàm match này nó cho chúng ta biết là vị trí, và nhớ F4 lại. Phải kiểu dò tìm cũng là chính xác số 0. Như vậy mình đã biết được dòng máy. Bây giờ cột tương tự như vậy, bạn cũng dùng hàm match. Tìm cái gì? À, tìm phân khối. Tìm ở đâu? Tìm ở trên dòng phía trên này, nhớ là chọn luôn cái trắng nha. Để ở đây nó là 0, 1, 2, 3. F4 lại, chọn luôn phần trắng luôn. Phẩy 0. Như vậy là chúng ta đã có được công thức chung cho cả bảng. Và lúc này chúng ta chỉ cần copy xuống là nó đã tìm ra cho chúng ta. Và công thức này là công thức khó trong cái bài này. Các bạn chú ý cái công thức khó này. Công thức này chúng ta sẽ sử dụng index để lấy vùng dò cột nào, dòng nào, và ứng với cái dòng mà mình cần thì mình sẽ dùng một cái hàm match. Như vậy khi mà các bạn sử dụng một cái công thức phức tạp á, thì các bạn có thể tách công thức này ra để mình xem thử là cái hàm này nó cho chúng ta cái gì. Thì các bạn có thể để bên cạnh, các bạn dùng dấu bằng, các bạn dán cái này ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai, dán ra. Rồi, chúng ta sẽ copy công thức này xuống, rồi chúng ta mới xem thử. Ví dụ như là Fx, Fx là Suzuki, Suzuki là ở dòng 3, cột 4, dòng 3, cột 4, đó, đúng, theo cái dòng và cột mà chúng ta cần. Như vậy để hiểu được một công thức dài thì các bạn có thể tách công thức này ra thành nhiều phần nhỏ, và bạn phải kiểm tra được phần nhỏ này của chúng ta là đúng, thì lúc này chúng ta mới ghép vô công thức dài cho nó chạy ha. Phần này chúng ta gọi là chia để trị, thì các bạn sẽ dễ thực hành một cái công thức dài, chứ không là các bạn sẽ bị nhầm á.